Ngày 27 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ và di lý nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá gần 1,2 tỷ đồng tại cửa hàng FPT từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Hữu Phúc, 32 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình. Theo cơ quan công an, khoảng từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn Đà Nẵng sẽ ra vụ đột nhập vào cửa hàng FPT để trộm cắp tài sản lấy đi tiền và hàng chục điện thoại di động cao cấp trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau khi xác lập ban chuyên án để tập trung đấu tranh, nhiều tổ công tác đã được cử đến các địa phương từ Quảng Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên để thu thập tài liệu thông tin. Ngày 26 tháng 2, tổ công tác của Công an Đà Nẵng xác định được người tình nghi đang lẫn trốn tại gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh nên phối hợp với Công an địa phương bắt giữ. Khai thác nhanh, Phúc Khai đêm 8 tháng 12 năm 2022 đã đột nhập vào cửa hàng FPT đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, lấy 302 triệu đồng tiền mặt, 30 điện thoại iPhone trị giá khoảng 900 triệu đồng. Sau đó Phúc trốn vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ tài sản đã trộm. Phúc cũng thực hiện một vụ đột nhập cửa hàng FPT đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, tuy nhiên không lấy được tài sản. Lực lượng cảnh sát hình sự đã thu giữ tan vật gồm 19 điện thoại iPhone các loại, một kim cộng lực, hai xà beng. Qua điều tra, Nguyễn Hữu Phúc thường sang Campuchia đánh bạc và khi thua sạch lại về Việt Nam để trộm cắp.